Khi livestream bán hàng lên một tầm cao mới mà đến phim Penthouse cũng phải chào thua. Hôm nay, tiền bạc đối với em không còn quan trọng nữa. Em chỉ muốn đổi lại sự ủng hộ của cả nhà mình dành cho em thôi. Người đàn ông này, ông chỉ biết đem tiền về thôi. Tôi không còn biết là anh có biết anh còn cái nhà này không nữa. Cái gì vậy bà nội? Livestream bán hàng đã không còn xa lạ gì với mọi người. Thế nhưng vừa live vừa đóng phim tâm lý tình cảm không khác gì diễn viên Hàn Quốc thế này thì các bạn đã thấy bao giờ chưa? Cụ thể, cô gái trong đoạn video livestream bán sữa tắm thế nhưng không phải là giọng nói vui tươi mời chào như những người khác. Tâm trạng của chị khá nặng nề, khuôn mặt người chồng cũng khó chịu không kém. Hai vợ chồng đi vào dòng kịch bản tâm lý khiến người xem không nhịn được cười. Hôm nay tiền bạc đối với em không còn quan trọng nữa. Em chỉ muốn đổi lại sự ủng hộ của cả nhà mình dành cho em thôi. Người đàn ông này, ông chỉ biết đem tiền về thôi. Tôi không còn biết là anh có biết anh còn cái nhà này không nữa. Tôi nói không, tôi sẽ chứng minh cho anh coi. Không chỉ một ngày anh biết kiếm tiền đâu thôi. Tôi cũng được. Có thể nói đây là dạng content khá mới lạ nên đã thu hút không ít người xem. Ai cũng cảm thán vì sự diễn xuất quá đỉnh của chị. Một số bình luận để lại như sau. Chưa bao giờ mua hàng mà áp lực đến vậy. Coi like mà khóc cạn nước mắt luôn. Mặt ông chồng giống diễn viên phim Trung Quốc thế. Thần thái dã man. Khi bạn đam mê làm diễn viên tâm lý tình cảm mà cuộc đời xô đẩy phải đi livestream bán hàng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.